Thưa chuyên gia, cái nguyên nhân để dẫn tới cái hiện tượng rong kinh, rong huyết ấy, là do đâu ạ? Rong kinh, rong huyết và kinh ra nhiều, nó đều là những cái biểu hiện của cái tình trạng xuất huyết tử cung bất thường, và nó đều có cùng một cái loại nguyên nhân mà từ hai nguồn gốc, một là từ cái tử cung, hai là không từ cái tử cung. Cái nguyên nhân nguồn gốc từ tử cung, thí dụ như là trong giai đoạn có thai rất là sớm, hay là từ danh từ chuyên môn của chúng tôi gọi là thai giai đoạn làm tổ đó, nó có các cái biến chứng của cái thai kỳ, thí dụ như là động thai cũng ra huyết, rồi dọa sảy thai hoặc sảy thai không trọn. Thứ hai nữa là gì, cái polyp lòng tử cung, tức là có một cái khối u nhỏ nó nằm ở trong lòng tử cung, nó gây ra cái cản trở làm cho cái tình trạng rong kinh, cường kinh, hoặc là cái u xơ tử cung dưới niêm mạc, hoặc là nặng hơn nữa thì nó là cái nội mạc tử cung nó bị viêm, hoặc là bị tăng sinh, hoặc là bị ung thư, nó cũng gây cái tình trạng rong kinh, rong huyết, hoặc là kinh ra nhiều. Cái cuối cùng nữa là nó làm biến chứng của một vài cái biện pháp tránh thai, và cái nguyên nhân mà không phải từ cái nguồn gốc từ tử cung, thứ nhất là ở những cái chu kỳ kinh không phóng noãn, thế và cái thứ hai nữa là nó xảy ra ở những chị em bị, nói chung là chấn thương về tâm lý, về tinh thần, và đặc biệt là những chị em mà mắc các cái bệnh như là rối loạn đông máu này, u lách này, rồi u tuyến yên này, rồi suy giáp, cường giáp, cũng làm gây nên cái tình trạng rối loạn nội tiết tố nữ này luôn. Nó còn do cái sự mất cân bằng hay suy giảm cái nội tiết tố nữ đấy, hoặc là do cái u buồng trứng. Nếu như không được khắc phục ngay mà cứ để kéo dài thì chị em sẽ phải đối mặt với những nguy cơ như thế nào ạ? Việc đầu tiên là mình mất máu, mà mất máu nó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu, thiếu sắt. Vâng, cũng biết rồi, nếu mình thiếu máu thì mình sao? Hoa mắt, chóng mặt, rồi mệt mỏi, đúng không ạ? Đúng rồi, mình hoa mắt, chóng mặt, mệt mỏi, thậm chí hết muốn vận động luôn, ngồi chỗ luôn. Đấy, và nếu cái tình trạng trong kinh rong huyết này mà nó xảy ra ở trong cái giai đoạn dậy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến học tập của các bé. Nhưng nếu nó xảy ra ở các cái chị em trong độ tuổi sinh sản thì nó sẽ gây cái cảm giác rất khó chịu. Thậm chí là chị em mình còn sợ, khi sắp cái ngày có kinh là sợ lắm, và nó cản trở cái quan hệ vợ chồng. Cái tình trạng mà ra máu kéo dài này, đây chính là một cái nguyên nhân tạo điều kiện thuận lợi cho viêm nhiễm ở cái bộ phận sinh dục nữ nó phát triển. Mà cái bộ phận, cái hệ sinh dục nữ nó là một cái ống thông, cho nên nó sẽ gây viêm từ dưới lên, viêm âm hộ, âm đạo, tử cung, thậm chí viêm nhiễm vùng trậu. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra vô sinh sau này. Do đó nếu như không được chẩn đoán và điều trị sớm thì cái căn bệnh này nó sẽ dẫn đến cho chị em nhiều hậu quả xấu khó lường.